Trung Quốc điều trực thăng, Ấn Độ đưa tên lửa đến biên giới. Ấn Độ triển khai tên lửa phòng không tầm ngắn lên vùng Ladakh sau khi phát hiện Trung Quốc đưa nhiều trực thăng tới biên giới. Là một phần tiến trình tăng viện cho khu vực, lục quân và không quân Ấn Độ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không phản ứng nhanh trong khu vực Ladakh để ngăn chặn bất cứ chuyến bay liều lĩnh nào của tiêm kích hay trực thăng của quân đội Trung Quốc, PLA. Hãng tin ANI của Ấn Độ ngày 27 tháng 6 dẫn các nguồn tin chính phủ. Động thái này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang xây dựng một bãi đáp trực thăng mới ở mũi đất số 4 trên hồ Pankong Tshore, gần một tiền đồn quân sự Ấn Độ. Ảnh vệ tinh ngày 22 tháng 6 cho thấy quân đội Trung Quốc thiết lập ít nhất 16 tiền đồn trong bán kính 9 km từ LAC gần thung lũng Gawang, nơi xảy ra vụ ẩu đã chết người hồi tuần trước. Trong bối cảnh các hoạt động xây dựng vẫn đang diễn ra trong khu vực, các hệ thống phòng không mà quân đội và không quân Ấn Độ triển khai tại đây nhằm ngăn chặn các máy bay chiến đấu, trực thăng của không quân Trung Quốc gây ra sự bất ổn trong khu vực, nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ nói với hãng tin ANI. Quân đội Ấn Độ đang sử dụng một số loại tên lửa phòng không tầm ngắn phản ứng nhanh, trong đó có mẫu Akash có thể tiêu diệt các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái chỉ sau vài giây. Ấn Độ đã tiến hành một số cải tiến, nâng cấp để tăng khả năng thích ứng của tổ hợp tên lửa này với địa hình núi cao, theo Sputnik. Giới chức Ấn Độ hồi tuần trước cho biết đang hối thúc Nga đẩy nhanh tiến độ chế tạo và chuyển giao các hệ thống phòng không tầm xa S400. Một số nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết phía Trung Quốc tiếp tục triển khai khí tài, trong đó có tiêm kích Su-30 và oanh tạc cơ chiến lược tới gần biên giới. Hệ thống radar Ấn Độ phát hiện tiêm kích và trực thăng tấn công của Trung Quốc bay gần khu vực bờ hồ do Ấn Độ kiểm soát hàng loạt động thái triển khai quân đội và khí tài diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng vì vụ đụng độ hôm ngày 15 tháng 6 giữa binh sĩ hai bên ở thung lũng quan khu vực Ladakh. Trung Quốc đưa 20 võ sư đến huấn luyện binh sĩ. Báo South China Morning Post dẫn thông tin từ CCTV cho biết Trung Quốc vừa tuyển 20 võ sĩ môn võ tự do để huấn luyện chiến đấu tay không cho lực lượng lính biên phòng tại biên giới Tây Tạng. 20 võ sĩ này thuộc câu lạc bộ võ thuật Ân Vua Club ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Câu lạc bộ này được biết nhiều đến việc đào tạo các võ sĩ đi dự các giải đấu quốc tế về võ thuật. Nhiệm vụ chính của đội này là huấn luyện chiến đấu tay không cho lính biên phòng, lực lượng đặc nhiệm theo trang Tencent Snail Trung Quốc. Động thái trên diễn ra sau khi ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Trung Quốc tại biên giới. Bắc Kinh không công khai số thương vong bên mình, dù truyền thông Ấn Độ nói mất mát binh sĩ của Trung Quốc nhiều gấp đôi. Theo một thỏa thuận được ký kết từ năm 1996, cả hai nước không được phép dùng súng hay thuốc nổ trong khu vực. Ngoài tuyển mộ được lực lượng võ sĩ này, Trung Quốc cũng tuyển thêm một số lượng dân quân mới ở Tây Tạng. Trong đó có nhiều người có chuyên môn về công nghệ thông tin, về leo núi, đặc miền, tờ The PLA Daily cho biết. Quân đội Trung Quốc lại khiêu khích gấp đúc xây dựng thêm hai sân bay tại biên giới Trung Ấn. Sau cuộc xung đột đẫm máu nổ ra ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ hôm ngày 15 tháng 6 vừa rồi, mối quan hệ giữa hai nước này rơi vào tình trạng căng thẳng. Gần đây, có thông tin rằng phía Trung Quốc đã xây dựng thêm các cơ sở sân bay quân dụng ở Tân Cương và Tây Tạng, đây là hành động mang tính khiêu khích. Cuộc đối đầu ở biên giới Trung Ấn vẫn đang tiếp tục diễn ra và động thái của quân đội hai nước đang thu hút nhiều sự chú ý. Theo tờ tin tức đa chiều của Mỹ đưa tin, phía Ấn Độ đang triển khai quân đội dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC dài 3.498 km để ngăn chặn quân đội Trung Quốc vượt qua biên giới và xâm chiếm Ấn Độ. Kết quả hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, quân đội Trung Quốc cũng đã bắt đầu mở rộng các cơ sở sân bay quân dụng tại sân bay Mễ Lâm, Niễn Trư ở Tây Tạng và xây dựng các vị trí tên lửa đạn đạo phòng không ở khu vực gần sân bay. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang xây dựng toàn diện sân bay Tashkurgan Pamir ở Tân Cương. Căn cứ và các số liệu, khu vực biên giới Trung Quốc có khá ít sân bay và sân bay Takurgan Premier là sân bay cao nguyên đầu tiên ở Tân Cương. Sân bay Takurgan Premier nằm trong phạm vi bán kính 450 km từ Srinagar, Aquantipur và Lê, khu vực Ấn Độ kiểm soát. Quân đội Trung Quốc có thể triển khai máy bay chiến đấu J-16 tại sân bay Takurgan Premier để kiểm soát các khu vực xung quanh. Hiện tại, sau nhiều vòng đàm phán về cuộc đối đầu biên giới Trung Ấn, cục diện lại một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng. Ngoài việc triển khai lực lượng đội quân hùng hậu ở biên giới, Ấn Độ còn mua máy bay chiến đấu từ Nga để củng cố sức mạnh quân sự nhằm chống lại quân đội của Trung Quốc và cho phép các lực lượng biên giới bắn vào quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các quan chức Ấn Độ trước đó đã đưa ra một tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về số người thương vong trong cuộc xung đột Trung Ấn vì chính Trung Quốc đã cố ý đơn phương thay đổi hiện trạng của biên giới. Ngoài việc mở rộng sân bay để phô trương thanh thế, quân đội Trung Quốc cũng đang tiến hành các cuộc tập trận ở Tây Tạng. Hôm ngày 16 tháng 6, quân khu Tây Tạng trực thuộc chiến khu Tây Bộ, quân đội Trung Quốc tiết lộ rằng một lữ đoàn của quân khu đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật dưới sự liên hợp tác chiến của các loại binh chủng. Về cục diện hiện tại, hôm ngày 22 tháng 6, thiếu tướng Liễu Lâm tư lệnh quân khu Nam Cương Trung Quốc đã có một cuộc đối thoại song phương với Trung tướng Harinder Singh, tư lệnh quân đoàn 14 Ấn Độ. Cuộc họp kéo dài 11 giờ. Sau đó, ngày 23 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hai bên đã đồng ý thực hiện các biện pháp để giảm bớt căng thẳng. Phía Ấn Độ cũng nói rằng hai bên đã thống nhất tránh tiếp xúc và chạm. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng, Kết luận của cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Ấn Độ ngày 22 tháng 6 Tương tự như cuộc hội đàm hôm ngày 6 tháng 6, đó là hai bên sẽ tạm dừng đối đầu và rút quân khỏi khu vực tranh chấp, nhưng việc này có thể kéo dài trong bao lâu thì không ai biết. Một nguồn tin tiết lộ rằng mục đích của việc tránh tiếp xúc va chạm là để cắt giảm các lực lượng binh chủng, bộ đội và tăng thiết giáp tại biên giới, nhưng sẽ được cắt giảm theo từng giai đoạn. Hiện tại, Trung Quốc và Ấn Độ mới chỉ đạt được sự đồng thuận tránh tiếp xúc va chạm. Điều đó có nghĩa là hai bên sẽ không khôi phục lại tình trạng ban đầu, cũng sẽ không dỡ bỏ các cơ sở mới được xây dựng như đã nói trên, ít nhất trong tình hình hiện tại là như vậy. Ngoài ra, điều đáng nói là đối với xung đột nổ ra giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại thung lũng cao quan vừa qua cho đến ngày 24 tháng 6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vẫn tránh nói về con số thương vong. Quân đội Ấn Độ tiết lộ rằng ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng, 43 binh sĩ Trung Quốc tử vong. Tình báo Mỹ, tướng Trung Quốc đã ra lệnh tấn công Ấn Độ, Nguồn tin của tình báo Mỹ cho biết, quân đội Trung Quốc đã cố tình gây ra vụ đụng độ với Ấn Độ ở biên giới, nhưng phải nhận quả đắng. Tướng Triệu Tông Kỳ, tư lệnh chiến khu miền Tây thuộc quân đội Trung Quốc PLA đã duyệt kế hoạch hành động của binh sĩ dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC, khu vực tranh chấp ở phía bắc Ấn Độ và tây nam Trung Quốc, trang US News trích dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ. Tình báo Mỹ cho rằng, tướng Triệu đã cho phép các binh sĩ Trung Quốc tấn công lính Ấn Độ ở thung lũng cao quan hồi tuần trước, dẫn tới vụ đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Theo nguồn tin, tướng Triệu cho rằng vụ tấn công hôm ngày 15 tháng 6 ở Cao Quan là một cách để Trung Quốc dạy cho Ấn Độ một bài học. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của Trung Quốc về vụ đụng độ tuần trước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 6 nói Ấn Độ là bên duy nhất có lỗi với loạt hành động khiêu khích và xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng, vụ đụng độ không phải là một sự cố bất ngờ mà là một động thái được Trung Quốc lên kế hoạch từ trước nhằm phô diện sức mạnh với nước láng giềng. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như phản tác dụng bởi vụ việc chăm ngòi của làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ suốt một tuần sau đó. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Trishanka từng nói thẳng với người đồng cấp Vương Nghị rằng các ông đã ủ mưu tấn công từ trước. Một số nguồn tin cho biết vụ đụng độ khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ và 40 lính Trung Quốc tử vong. Một số binh lính mỗi bên bị bắt và sau đó được thả ra. Theo tình báo Mỹ, tướng Triệu đã tổ chức lễ truy điệu cho các binh sĩ dưới quyền chết trong vụ đụng độ, nhưng truyền thông Trung Quốc không đề cập tới buổi lễ này các bài đăng trên mạng xã hội đề cập đến thất bại hoặc sỉ nhục khi nói về những binh sĩ thương vong trong vụ đụng độ với ấn độ cũng nhanh chóng bị xóa sau vụ đụng độ nhiều người ấn độ xóa ứng dụng mạng xã hội tiktok và đập điện thoại do trung quốc sản xuất nó trái ngược những gì trung quốc muốn đây không phải là chiến thắng của quân đội nước này nguồn tin cho biết bộ viễn thông và đường sắt ấn độ mới đây đã quyết định tạm ngưng hợp đồng với các nhà thầu trung quốc Ấn Độ đã đóng băng 3 dự án đầu tư trị giá 667 triệu USD của các công ty Trung Quốc thực hiện tại bang Maharashtra theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Các dự án bao gồm thỏa thuận xây dựng nhà máy ô tô và nhà máy xe điện. Theo báo cáo hồi tuần trước của công ty phân tích địa lý HawkEye 360, hình ảnh vệ tinh từ cuối tháng 5 cho thấy sự gia tăng lực lượng ở phía Trung Quốc có vẻ là binh lính vũ trang và pháo tự hành. Tướng Triệu cũng được cho là đứng sau căng thẳng trung ấn ở cao nguyên Đô Lam năm 2017. Sau hai tháng chạm trán ở biên giới, cả Ấn Độ và Trung Quốc năm đó đều đồng nhất rút quân.